Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa bác bỏ kế hoạch cuối cùng của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhằm giúp chính phủ nước này tạm thời có ngân sách để duy trì hoạt động. Như vậy, khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, gần như chắc chắn xảy ra. Kịch bản này có thể khiến hàng triệu nhân viên liên bang và quân nhân phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị chậm lương. Nhiều dịch vụ công tại nước Mỹ cũng sẽ phải dừng hoạt động. Bế tắc ngân sách lần này được cho xuất phát chủ yếu từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng cộng hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, trong đó có gói viện trợ 20 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngoài ra thì nguy cơ chính phủ đóng cửa gia tăng khi hai viện Mỹ đang đi theo hướng trái ngược nhau trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa. Hội đồng Liên bang Đức vừa thông qua đạo luật năng lượng cho các tòa nhà hay còn gọi là luật sưởi ấm. Theo đó, mọi hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới tại nước này sẽ phải được vận hành bằng 65% năng lượng tái tạo. Dự luật mới sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2024 và được kỳ vọng sẽ bảo vệ khí hậu tốt hơn. Quá trình chuyển đổi sẽ được hỗ trợ bằng nguồn ngân sách nhà nước. Hiện tại gần một nửa trong số khoảng 41 triệu hộ gia đình ở Đức đang sưởi ấm bằng khí đốt tự nhiên, còn lại là dầu, điện hoặc bơm nhiệt. Ngoài ra, luật sưởi ấm mới cũng quy hoạch nhiệt độ đô thị phải được lập ở các đô thị có hơn 100.000 dân vào giữa năm 2026 và các thành phố còn lại vào giữa năm 2028. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới nhận định ngành công nghiệp không khói đang phục hồi tích cực và có thể quay trở lại mức trước khi đại dịch bùng phát vào cuối năm nay. Dự báo đến cuối năm nay thì doanh thu của ngành du lịch toàn cầu sẽ quay trở lại mức 10.000 tỷ đô la Mỹ. Số lượng khách du lịch trong tháng 7 trong 7 tháng đầu năm nay đã đạt 84% mức trước đại dịch. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới cho rằng Trung Quốc có thể sẽ trở thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới trong 3 đến 5 năm tới. Trước đại dịch Covid-19 thì ngành du lịch và lữ hành đóng góp 10% vào GDP toàn cầu và tạo ra 10% số việc làm trên toàn thế giới. Thưa quý vị, tuần lễ vàng nhân dịp quốc khánh hàng năm tại Trung Quốc luôn là thời điểm mang đến sự bùng nổ về mua sắm và du lịch. Năm nay thì Tết Trung Thu sát với dịp quốc khánh mùng 1 tháng 10 nên kỳ nghỉ tại Trung Quốc kéo dài đến 8 ngày. Rất nhiều người dân Trung Quốc đã lựa chọn du lịch trong nước hứa hẹn tạo ra động lực lớn cho tiêu dùng nội địa. Ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, khu thắng cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu đông nghịt du khách. Không khí này dường như đã trở về thời kỳ cách đây hơn 3 năm khi đại dịch chưa bùng phát. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chật vật phục hồi sau đại dịch, thị trường việc làm chưa khởi sắc và chi tiêu tiêu dùng giảm, nhiều người đã lựa chọn những địa điểm du lịch gần thay vì chi khoản tiền lớn cho du lịch. Tại thời điểm này, tôi nghĩ là du lịch trong nước sẽ an toàn hơn là ra nước ngoài. Hơn nữa, chi phí du lịch trong nước cũng rẻ hơn. Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19 đang diễn ra tại Hàng Châu cũng giúp thúc đẩy du lịch và thị trường tiêu dùng tại Trung Quốc, dự kiến đón được hơn 20 triệu khách du lịch. Còn tại Bắc Kinh, các công viên vườn thú Bắc Kinh hay Di Hòa Viên đón hơn 208.000 lượt du khách ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến Bắc Kinh sẽ đón 12,83 triệu lượt khách, tăng 25% so với năm 2019, còn Thượng Hải ghi nhận con số kỷ lục 3,46 triệu khách. Trong khi du lịch nước ngoài mới chỉ phục hồi khoảng 60%, thì du lịch nội địa tại Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ về số lượng khách đặt tour và phòng khách sạn. Đa phần khách đặt phòng trước khoảng 15 ngày trước kỳ nghỉ lễ và số lượng khách cũng tăng 20% so với năm trước. Theo nền tảng du lịch trực tuyến Kuna, lượng đặt chỗ khách sạn trong nước trong kỳ nghỉ năm nay tăng trên 500% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết đã có khoảng 63,2 triệu lượt khách đặt vé đi máy bay, đường sắt và đường bộ, tức là hơn 100 triệu chuyến đi mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ tuần lễ vàng năm nay. Chi phí là yếu tố quyết định chính vì giá trung bình các chuyến du lịch theo nhóm từ Trung Quốc cao hơn tới 30% so với trước đại dịch, một phần do các hãng hàng không vẫn chưa nối lại lịch trình như trước. Mức chi tiêu trong nước của người dân Trung Quốc trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng được xem là thước đo chính cho nhu cầu tiêu dùng, yếu tố chính đối với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm ngoái, người Trung Quốc chi khoảng 40,4 tỷ đô la Mỹ cho tuần lễ vàng, mức thấp nhất trong 7 năm do ảnh hưởng của COVID-19. Đài Loan, Trung Quốc mới đây ra mắt tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá nền công nghiệp quốc phòng của hòn đảo này. Chiếc tàu ngầm được giới thiệu có giá gần 50 tỷ đài tệ, tương đương 1,53 tỷ đô la Mỹ và sử dụng hệ thống chiến đấu của tập đoàn quân sự Mỹ Lockheed Martin. Tàu ngầm sẽ được bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển vào tháng tới trước khi giao cho hải quân vào cuối năm 2024 và triển khai hoạt động năm 2025 với sự tham khảo công nghệ của nhiều quốc gia chương trình phát triển tàu ngầm nội địa thời gian qua là một phần quan trọng trong dự án đầy tham vọng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của đài loan trung quốc động thái ra mắt tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên diễn ra trong bối cảnh trung quốc thời gian qua tăng cường các hoạt động quanh đài loan theo bà Vera Zorova, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC phụ trách kỹ thuật số, kết quả phân tích thực hiện trong hơn 3 tháng tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU là Tây Ban Nha, Ba Lan và Slovakia cho thấy X không tuân thủ bộ quy tắc về chấn hưng tin giả, tin sai lệch. Giới chức EU nhận định X là nền tảng mạng xã hội có các bài viết chứa các thông tin sai lệch lớn nhất, yêu cầu tỷ phú Elon Musk tuân thủ luật liên minh cũng như đạo luật kỹ thuật số DSA của cơ quan nhằm tạo ra môi trường Internet an toàn và minh bạch cho người dùng. Nếu vi phạm DSA, các công ty mạng xã hội có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu. X trước đó là Twitter, là một trong những mạng xã hội tham gia bộ quy tắc hành động tự nguyện này của EU khi mới được triển khai năm 2018, tuy nhiên đã rút lui hồi tháng 5. Dù là một trong những quốc gia phát triển trên thế giới, tuy nhiên tình trạng lạm phát cùng chi phí sinh hoạt tăng cao đang khiến tới 18% dân số Canada cảm thấy họ đang liều thiếu lương thực. Điều này thì cũng dẫn tới sự gia tăng đáng kể lượt xin trợ cấp thực phẩm miễn phí tại quốc gia Bắc Mỹ này. Với việc chi phí thực phẩm, nhà ở và gần như tất cả các mặt hàng thiết yếu khác đang tăng chóng mặt, vai trò của tổ chức từ thiện chuyên cung cấp thực phẩm miễn phí Food Bank tại Canada đang ngày càng trở nên quan trọng đối với những người đang cố gắng xoay sở cho đủ sống. Thật đau lòng khi phải chứng kiến ngày càng nhiều người tìm đến chúng tôi tìm sự trợ giúp, con số cứ tăng một cách đáng buồn. Nghiên cứu mới nhất của Food Bank Canada cho thấy 43% người Canada cảm thấy gánh nặng về tài chính năm nay, thực sự khó khăn hơn so với năm ngoái và 18% dân số, tức là tương đương gần 7 triệu người nói rằng họ đang gặp phải tình trạng thiếu lương thực. Lực lượng tình nguyện viên của tổ chức này đồng thời là những người trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ lương thực cho người vô gia cư, dân nhập cư cho rằng những dữ liệu trên không đáng ngạc nhiên. Năm ngoái, mạng lưới của chúng tôi tiếp nhận 403.000 lượt xin trợ cấp thực phẩm thông qua 200 nhân sự địa phương. Năm nay, con số lượt xin trợ cấp lên tới 500.000. Canada mới đây xếp loại các địa phương của cả nước về nỗ lực giảm đói nghèo. Quebec đạt mức nỗ lực cao nhất với điểm B trừ khi chỉ số đói nghèo là 5%. Bang Nova Scotia kém nhất, xếp hạng F. Nhiều chuyên gia đã gợi ý chính phủ Canada nên hỗ trợ tiền thuê nhà, cũng như gia hạn tiến dụng thuế nhằm giúp đời sống người dân khó khăn hơn trước khi lạm phát được kiểm soát, từ đó giúp người Canada dễ dàng xoay sở hơn trong việc mua nhu yếu phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động hôm nay.